Đây nhá. Đây. Ôi, anh em bảo là lời phép đi thả một, đây, có một con rắn thả đây. Bẫy vào polymer thôi nhá. Về hàng đào rồi. Anh em đào đây. Đào con này nó chạy ra tận tí ngoài kia. Đây, đào đây. Đây. Anh em thấy chưa? Bà ấy cũng về bét trên kia. Anh em cầu, đây, các bác thấy chưa? Anh em dùng bằng trí đầu óc cả sức lao động anh em ạ, không phải là đi mấy như mấy anh em xong thả con rắn hoàng đào hay xong nói phét đâu anh em, đây là thực tế luôn. Đợt này muốn hai cái cũng vượt tốt rồi, chắc vượt tốt. Anh hôm nay cùng ấy hôm nay tết mới khửng ở đây thấy chưa, với hoàn anh em nhìn chưa đấy, giờ với lại có rắn em không ngay này, này em có ngay đấy, này em có sư phụ đi cùng nhau. Mùa này sợ mùa này thay đôi lắm, để bắt hồ đôi xong. Hết ổ, ổ cho hết rồi, xem nào, hết chưa? Hết rồi, hết. Chắc ngăn nào anh ấy đấy. Lúc lại bỏ phí, anh cứt. Cái đào lốt đằng này, bên này vẫn còn vết đẹp lắm. Ừ, khoảng hôm mùa này, ngày của em. Anh em biết như này để làm gì không? Đấy, cô em hỏi rất đơn giản anh em ạ. Đấy, như này để anh em thấy tình trạng nó bị ngách cho ở dưới nước em nhé. Nhưng mình thực hiện nhào nhóm nó sẽ tịt xuống, nó không đâm ra ngoài. Nhưng đây là một cái kinh nghiệm anh em đi đào thì vết mùa này thì rắn đi lại rất nhiều nhá, mình tìm nhau mình tìm hàng nào vết đẹp nhất mới nhất thì anh em đào. Còn anh em nào muốn thử sức thì cứ hàng nào có vết là đào. Anh em đi là em cứ hàng nào đẹp xem xong xuống đi thôi. Cái này để anh xem cái rắn này biết gì trên bóng xuống trên có tưởng ổ vừa là được ở trong ấy luôn nhỉ, nó có cách chụp nhỉ ăn luôn trong ổ. Ngoài vết to nhỉ? Ừ. Sợ đẹp đôi anh chết mẹ này. Đấy cái rắn đấy. Thích xem cái rắn này. Thích xem không? Thôi, cho anh em xem tham khảo như lúc vừa rồi. Anh em đào nhanh tốc độ cao để bắt rắn. Đào anh em, càng đào càng đẹp đây anh em. Đây. Nhọc nhằn đấy anh ạ. Bắt con rắn sung sướng đâu đây. Nó bảo là sai đây, đào từ đây đến đây. Anh em chưa biết là cảnh khó bọn em nhỉ. Đấy, kiếm được đồng tiền anh em ở phơi lắng mưa với lắng ngoài đồng đây anh em ạ. Đấy. Nhưng các bác nào đừng có bảo là bọn em thả rắn xong rồi đèo nhé, mệt lắm. Quê rồi. Càng lên càng to nhỉ. Chứ trong bờ cái bờ con mà sợ dài phết nhỉ. Hàng khiếp hết. Không còn ngách nước kìa. Ở đây đây đây, đuôi rồi. À, đi kẹo ơi. Cái to không? Đâu? Đuôi đâu? Ôi, đầu đây rồi. Và giật cái mạnh thôi. Cái làm đây. Đầu bé à? Bé à? Mà chỉ cầm cân thôi. Thấy hàng. Hàng về anh em. Có hàng. Sư phụ 100% có hàng là có hàng thật anh em. Đây.
anh em nhé, từ 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 không sợ cắn được cu bỏ cắn trên nó dập trứng. Cái bếp thì cái bếp gì không được. Đúng rồi, chữa rồi tôi nhỉ. Đi đi đào đi, cầm đi.